Kiên căn Giảng Ký Tập 230 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Bắt đầu xem là thứ tư Trang 261 Đoạn thứ hai của chú giải Đoạn thứ hai của chú giải Nhất thiết pháp Thông chỉ thế xuất thế cảnh Hành quả nhi ngôn Như thị nhị tự Chỉ thượng lai sở thuyết Cũng chủ nghĩa Bất ngoại Duyên sanh tánh không Tánh không bất ngại duyên sanh Cố thành bình đẳng pháp giới Duyên sanh bất ngại tánh không Cố tức chư pháp không tướng Do thị quán chi Như thị nhị tự Tức hiển chư pháp nhất như Nhất thiết giai thị ý nghĩa của hai chữ như thị rất sâu nói đơn giản thấu triệt chân thật là ở chỗ này chúng ta biết toàn bộ kinh phật triển khai kinh văn câu nói đầu tiên chính là như thị ngã văn và hàm nghĩa chân thật của như thị chính là những gì mà chỗ này nói ở phần trước cũng đã từng báo cáo qua tỉ mỉ rồi trong kinh văn nói với chúng ta pháp bồ đề tâm ư ừ, nhất thiết pháp ưng như thị tri như thị kiến cái chữ như thị này là chỉ những gì kinh văn phần trước nói những gì đã nói rất nhiều không những là pháp thế gian mà pháp xuất thế gian cũng bao gồm ở trong đó cho nên tất cả pháp thế xuất thế gian trên kinh điển thường hay đem nó chia thành ba loại lớn ba loại lớn là bao gồm toàn bộ rồi một cái là cảnh cảnh là cảnh giới một cái là hành hành là hành vi chính là mọi sự tạo tác của chúng sanh thế gian có chúng sanh lục đạo Suốt thế gian là thanh văn duyên giác bồ tát phật ở trong mười pháp giới họ cũng tạo tác cho nên đều có hành quả là hiện tượng bất luận là chánh báo tức là hình dáng của thân thể y báo là tình trạng của hoàn cảnh đời sống để dùng một chữ quả để đại biểu Cho nên cảnh hành quả Đã đem toàn bộ tất cả Pháp Đều bao gồm hết rồi Thấy đều bao gồm rồi Như thị hai cái chữ này Phật dạy cho chúng ta Như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải Chính là những gì phần trước kinh nói đủ loại đạo lý đủ loại chân tướng sự thật chúng ta ở chỗ này đem nó quy nạp trở lại là không ngoài duyên khởi tánh không từ đó cho thấy duyên khởi tánh không bốn cái chữ này ở trong toàn bộ Kinh Bát Nhã Cũng có thể nói nó là Tổng Cương Lĩnh Pháp Môn Đại Tổng Trị Không ngoài cái nguyên tắc này Pháp Thế Xuất Thế gian Phật Pháp cũng là duyên sanh Chỉ cần là duyên sanh Thì không có tự tánh cái tánh này chính là thể Nó không có tự thể Cái hiện tượng này Sanh ra như thế nào vậy? Là do rất nhiều nhân duyên Biến hiện ra Nên không có tự thể Chúng ta nói do Rất nhiều nhân duyên Rất nhiều điều kiện biến hiện ra Cách nói này là rất cạn Rất thô Người mới học Phật Dễ dàng tiếp nhận Nếu như nói sâu hơn Tánh không Thật sự là như Trên Kinh Bát Nhã nói Là không rốt ráo Là không cứu cánh Quá thật là Hoàn toàn không thể được đây là nghĩa sâu của tánh không. Tánh không là thể, thể không ngăn ngại hiện tướng. Hiện tất cả hiện tướng không ngăn ngại. Đây chính là tánh không không ngại duyên sanh. Cho nên pháp giới là bình đẳng sở dĩ pháp giới không bình đẳng không bình đẳng là từ chỗ nào mà ra vậy là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh biến hiện ra đó là giả không phải là thật chân thật là bình đẳng tất cả pháp đều bình đẳng chúng ta hiện nay nói câu nói này cái ý nghĩa này Các vị nhiều ít Cũng có thể thể hội được một chút Chúng ta hiện nay biết rất rõ ràng Rất minh bạch Thế xuất thế gian hiện tướng của tập Pháp giới y chánh trang nghiêm Là hiện tướng Tương tục Sát na Sanh diệt của nghiệp nhân quả báo quả thật là ngay đó sanh ra ngay đó diệt mất chúng ta biết cái chân tướng sự thật này những vọng tướng này tại vì sao sanh vậy là sanh ra từ trong ý niệm cho nên phật nói với chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh bạn không tưởng thì không có cái hiện tướng này chỉ cần có tưởng thì cái tướng đó sẽ biến đổi theo cái tưởng đó của bạn tốc độ biến đổi vô cùng nhanh thực sự tốc độ đang biến đổi ở đó là một phần ngàn tỷ giây đây là phàm phu tâm thô của chúng ta không những không thể quan sát được mà cũng vô phương thể hội được cho dù người có định công Tương đối cũng không được Tứ thiền bác định thế gian Cái tâm đó Có thể nói là rất thanh tịnh rồi Đối với cái hiện tướng này Họ không nhìn thấy Phật nói cho chúng ta biết Người nào có thể nhìn thấy Tướng tương tục nghiệp nhân quả báo Sát na sanh diệt vậy phật ở trên kinh đại thừa đã nói bồ tát bát địa bát địa là bất động địa bồ tát bát địa nhìn thấy cái hiện tướng này đây là chính trong kinh nói bồ tát bát địa nhìn thấy a lại gia thức đây là hiện tướng của a lại gia thức cái tướng này chân thật là huyện tướng Nhìn từ Nghiệp nhân quả báo tương tục Thì cái hiện tướng này là bình đẳng Từ vọng tưởng chấp trước Của tất cả chúng sanh Đã đem nó biến thành không bình đẳng Các vị nên biết Biến thành không bình đẳng Hoàn toàn không phải thật sự không bình đẳng Cái đó là ảo giác Là hư vọng Trên thực tế là bình đẳng pháp giới bình đẳng Duyên <laughs> sanh không ngăn ngại tánh không Tại vì sao không ngăn ngại vậy? Bởi vì không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Nó sao có thể ngại tự tánh được chứ? Tánh không chính là tự tánh Chính là tâm thanh tịnh của mình Cho nên Muôn tướng rối ren Không có ngăn ngại gì với tâm thanh tịnh của mình không có ngăn ngại gì bạn nói cảnh giới bên ngoài ngăn ngại là bởi vì bạn chấp trước cái cảnh giới này bạn phân biệt cái cảnh giới này nếu như bạn đứng trước cảnh giới trước mắt không có phân biệt không có chấp trước thì cái cảnh giới này đối với bạn là không liên quan thật sự không có trở ngại cho nên duyên khởi không ngăn ngại tánh không cố tức chư pháp không tướng Câu này là là một cái kết luận chung Từ chỗ này nhìn thấy tướng không Của tất cả Pháp Tướng không là chân tướng Do thị quán chi Như thị nhị tự Tức hiển Chư Pháp nhất như Nhất thiết giai thị Tám cái chữ này là cương lĩnh mà Nửa bộ sau Kinh Kim càng nói Nó hoàn toàn tương phản với ý nghĩa của nửa bộ trước Nửa bộ trước là nói nhất thiết Giai phi Tất cả đều không phải Phần sau nói tất cả đều phải Vì sao vậy? Phần trước bởi vì trí huệ bạn Vẫn chưa có mở Bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Chỉ cần dính mắt một mảy may Vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tất cả đều không phải không có chỗ nào là phải liệt khỏi tất cả vòng tưởng phân biệt chấp trước liền nói với bạn tất cả đều phải không có pháp nào không phải từ đó cho thấy thị giới phi là một không phải hai các bạn thử nghĩ xem nếu như thị phi là hai thế thì sai rồi thị phi là một chư pháp nhất như câu nói này vô cùng vô cùng quan trọng tri kiến giải tam tự liên thuyết tắc ý các hữu chỉ đại hữu khu biệt tri kiến giải Nếu như nói riêng Thì Trong mỗi một chữ Đều hàm chứa có ba ý nghĩa Đều hàm chứa ba ý nghĩa này Có thể dùng hổ tương cho nhau Nhưng mà ba cái chữ này nói chung với nhau Thì đương nhiên Mỗi chữ có ý nghĩa riêng biệt của nó Nếu như ý nghĩa đều giống như nhau Thì việc gì phải nói ba chữ chứ Nói một chữ là đủ rồi nói cả ba chữ này ở chỗ này ý nghĩa là khác nhau rồi gia tường vân đây là thời đại triều đường pháp sư gia tường có chú giải kinh kim cang ngài nói ở trong chú giải tri thị thế đế trí kiến thị đệ nhất nghĩa đế trí Thế thì ý nghĩa của hai chữ này là khác nhau rồi Tri là cái biết của tục đế Kiến là cái thấy của chân đế Cái ý nghĩa đó là sâu rồi Đạt Thiên Vân Đạt Thiên là người triều thanh Pháp Sư Đạt Thiên Thời tiện thanh Ngài cũng có chú giải Kinh Kim Cang Ngài nói ở trong chú giải Tri thị tỷ lượng Kiến thị hiện lượng Cách nói của hai người này khác nhau Tỷ lượng là suy lý Là suy đoán Hiện lượng là chính mắt nhìn thấy Thân chứng thí dụ chúng ta ngày nay ở trong kinh kim cang quả thật là thể hội được không ít đạo lý nhưng những đạo lý này hoàn toàn không phải là do chúng ta nhìn thấy có một bộ phận chúng ta có thể hiểu được từ phương diện suy lý đó là thuộc về tỷ lượng còn có một bộ phận chúng ta là nghe phật nói chúng ta mới hiểu nghe những gì phật nói đó gọi là thánh ngôn lượng lời thánh nhân nói họ không có lừa dối chúng ta lời họ nói nhất định là chân thật từ đó cho thấy ý nghĩa của kiến sâu Kiến chính là chúng ta nói đích thân bạn chứng được Chính mắt bạn nhìn thấy Thí dụ Phật nói với chúng ta Tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt Phật nói rồi Nếu như bạn thật sự nhìn thấy cái chân tướng sự thật này Bạn chính là Bồ Tát Bát Địa Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy cái chân tướng sự thật này Là cảnh giới hiện lượng của họ đó không phải là từ trong lý luận suy ra cũng không phải là những gì Phật nói là đích thân bạn nhìn thấy đây là nêu ra chú giải khác nhau về kinh Kim Cang cách nói của họ Kim Y vô trước luận vân Câu nói này của Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa Cư sĩ Giang Dị Nông Dùng luận Kinh Kim Cang Của Bồ Tát Vô Trước Bồ Tát Vô Trước Làm chú giải cho Kinh Kim Cang Người nói Trí y chỉ sa ma cứu tri Y chỉ tỳ bác xá na cố kiến thứ nhị y chỉ tam ma đề cố giải thứ nghĩa thị minh tam giả giai trí ba cái này đều là trí huệ bởi vì phương tiện y chỉ khác nhau cho nên liền lập ra ba cái danh từ Samatha Tì bác xá na Tam ma đề Ba cái danh từ này Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều Và Đại sư Thiên Thai Giải thích tam chỉ Tam quán trong Kinh Pháp Hoa Tam chỉ tam quán với Phạn văn Phật nói trên kinh Ba cái danh từ này đều là dịch âm tiếng phạn qua Ý nghĩa vô cùng giống nhau Ba cái này Đều là ý nghĩa của thiền định phạm vi thiền định rộng vô cùng Ở trong thiền định có chỉ, có quán Còn như cái danh từ nào là chỉ, cái danh từ nào là quán Nói thật ra đều có thể dùng thay cho nhau được Cũng chính là ở trong chỉ có quán Ở trong quán có chỉ Chỉ là ở trong quá trình tu học bạn nghiêng về phía bên chỉ hoặc là nghiêng về phía bên quán về chỉ với quán chúng ta phần trước đã từng giảng qua quán hạnh ý nghĩa cũng gần giống với chỉ quán chỉ nghiêng về định quán nghiêng về tuệ chỉ quán đẳng vận chỉ quán là bình đẳng không có nghiêng lệch là... cái này gọi là thiền na trong kinh lăng nghiêm tổng nguyên tắc mà phật hướng dẫn bồ tát tu hành chính là ba điều này ba điều bất luận nương theo điều nào để tu đều có thể thành tựu ba cái chữ này cũng chính là y chỉ khác nhau Cho nên lập ra ba cái danh tự Ba cái danh tự này bên dưới có giải thích Chúng ta xem dưới đây Samatha thử vân chỉ định giả Cũng chính là trí huệ khởi lên từ Samatha liền gọi là tri Cái ý nghĩa này so với cách nói của Pháp Sư Gia Tượng Pháp Sư Đạt Thiên phía trước Quả thật là sâu hơn một bậc Đây là cư sĩ Giang Dị Nông Chọn cách nói của Bồ Tát vô trước Ông thật sự là có đạo lý của ông Trí Tùng Định Sanh Danh Tri Cái Tri này là thật sự có thể tin cậy được không phải sinh ra từ trong vọng tưởng phân biệt Người thế gian chúng ta có tri không vậy? Không có tri Tự mình cho rằng có trí huệ Thật ra hoàn toàn là mê quạt điên đảo Ở trong Phật Pháp gọi là tà tri tà kiến Đại sư Thanh Lương nói Có giải mà không hành Tăng trưởng tà kiến hành là gì hành là tu định điểm này các vị phải nhớ kỹ chỉ cần là phật pháp bất luận là đại thừa hay tiểu thừa bất kể là tông phái nào hiển giáo mật giáo phương pháp dù là khác nhau nhưng là tu cái gì đều là tu định định chính là tâm thanh tịnh bất luận dùng phương pháp gì vô lượng pháp môn Tám dạng bốn ngàn pháp môn Thấy đều tu định Thấy đều tu tâm thanh tịnh Cái gọi là pháp môn vô lượng Tuy khác đường nhưng cùng đích Đều quay về trong tâm thanh tịnh Đây chính là học Phật Nếu như không phải tu tâm thanh tịnh Thế thì không phải học Phật Phật là gì? Phật chính là tâm thanh tịnh Phật Pháp chính là giới định huệ Giới là phương pháp định là trọng điểm đây là điều chúng ta nhất định phải biết trí là gì nói thật ra tâm định khởi tác dụng chính là trí huệ cũng chính là tâm thanh tịnh khởi dụng chính là trí huệ cho nên trí huệ là sanh ra từ định danh tri quán thử thị tri vi chân đế trí hỷ cái trí huệ này là chân thật ý nghĩa của đế chính là thực tại hai cái chữ chân đế đây là thuật ngữ của phật chúng ta trong kinh điển xem thấy rất nhiều ý nghĩa chính là chân thật đế chính là thực tại hiển nhiên đây là trí huệ chân thật Thử giữ bổn kinh tam tâm bất khả đắc Chư pháp duyên sanh tức không Khai Phật chánh tri chi nghĩa khắp hợp Ước nội chứng biên thuyết Tri là từ ở bên phương diện nội chứng mà nói Cái trí huệ này gọi đó là tri Bản kinh chứng minh ba tâm không thể được Cái ngã có thể chấp trước Không có, không rồi Chư Pháp duyên sanh Duyên sanh tánh không Cũng không thể được Tất cả Pháp mà bằng chấp trước Cũng không thể được Năng chấp sợ chấp Đều không thể được Tâm của bạn liền định ngay Nếu bạn cho rằng có sợ đắc Thì tâm của bạn là Không có cách gì đạt được định Nhất định phải biết Năng sở đều không thể được Đây là Phật đem những đạo lý Phương pháp này đều dạy cho chúng ta rồi Bản thân chúng ta ở trong đời sống thường ngày Phải biết dụng công Dụng công như thế nào vậy? Phải nhìn thấu tất cả pháp thế xuất thế gian Nhìn thấu chính là buông xả Cho nên nhìn thấu với buông xả là một không phải hai Phần trước trích dẫn trong Kinh Viên Giác nói Tri huyển tức ly Tri huyển là nhìn thấu Ly là buông xả rồi Tri huyễn với ly là một sự việc Không phải hai sự việc Chúng ta ngày nay tại vì sao không buông xả vậy Không nhìn thấu Mọi thứ đều cho là thật Mọi thứ đều phân biệt chấp trước so đo Vậy thì sao được chứ Đây là sự cống hiến lớn nhất Của Kinh Bát Nhã Đối với chúng ta nó thật ra chính là đập tan vọng tưởng chấp trước kiên cố của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay. Đây là sự cống hiến lớn nhất của Kinh Bát Nhã. Sau khi chúng ta học rồi, nếu như ở trong đời sống thường ngày, không thể khởi tác dụng. Cái khởi tác dụng này chính là nhìn thấu. Khiến tâm của chúng ta định trở lại, trí huệ liệt sanh ngay. Cái trí huệ này gọi là Phật tri Phật kiến. Đây không phải là thông minh trí huệ của người thế gian. Sự khác nhau giữa thông minh trí huệ của người thế gian và trí huệ của Phật Bồ Tát là ở chỗ nào vậy? Người thế gian có vọng tưởng phân biệt chấp trước, Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là tuyệt đối không giống nhau. tiếp theo giải thích cái danh từ thứ hai tỳ bác xá na tỳ bác xá na thử vân quán quán tức thị tuệ trí tùng tuệ xuất danh kiến phần trước là trí sanh từ định định sanh tuệ sau khi tuệ khai rồi cái trí đó liền gọi là kiến không gọi là tri cái chỗ này là rất khó thể hội chúng ta nêu thí dụ để nói a à la hán biết chi phật đắc định họ có trí Trí của họ là sanh ra từ trong định Chúng ta đọc thấy ở trong kinh điển Định của họ là định thứ 9 Cái định này chia thành cấp bậc Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Bốn cái cấp bậc này Hướng lên trên nữa là định tứ không Lại là bốn cái cấp bậc Chúng ta thường nói tứ thiền bát định cái gì nên biết bác định bao gồm tứ thiền không phải ngoài tứ thiền ra còn có cái bác định không phải vậy nó là hợp chung lại nói định tứ thiền định tứ không hợp chung lại gọi là bác định tám cái cấp bậc định này đều là thiền định thế gian chưa ra khỏi tam giới cũng chính là chưa có thoát khỏi lục đạo luân hồi Thiền định thế gian đạt đến định thứ 8 Gọi là định phi tưởng Phi phi tưởng xứ Đây là sanh về tầng trời thứ 28 Là tầng trời cao nhất Nhưng mà họ không có cách gì vượt qua Cái định công này nếu sâu thêm nữa Đến định thứ 9 thoát khỏi rồi Bác định là mờ rìa của lục đạo Cửu định là vượt qua được rồi Định mà A-la-hán đắc là định thứ chín Định mà Bích Chi Phật đắc cũng là định thứ chín Trí huệ sanh ra từ trong định Cái chỗ này gọi là tri Ở trong kinh điển mọi người thường hay niệm A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề đây là tiếng Phạn Dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Thật ra ở trong đây cũng là ba cái cấp bậc Chánh giác, chánh đẳng chánh giác Vô thượng chánh đẳng chánh giác cái mà A-la-hán chứng được là chánh giác Tri chính là chánh giác Cái cách nói này mọi người tương đối dễ dàng hiểu rồi Chánh giác của A-la-hán gọi là tri Chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát Gọi là kiến Tỳ Bác Sa Na Tỳ Bác Sa Na là khai trí từ trong huệ Định của A-La-Hán Bích Chi Phật chưa có khai huệ Chưa có khai trí huệ Định nếu khai trí huệ rồi Sau đó khởi tác dụng Chúng ta liền gọi nó là kiến trong tâm kinh Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến Ngài không có nói chiếu tri là chiếu kiến Cái kiến đó chính là khai trí Ở trong huệ Khai trí ở trong huệ Thì không phải là Bồ Tát phổ thông Thứ bậc ở mức thấp nhất Là Bồ Tát sơ trụ viên giáo Bồ Tát sơ địa biệt giáo. Chúng ta thông thường gọi là pháp thân đại sĩ. Cái đó chính là giới định huệ, huệ khai rồi. A à la hán chỉ đến định chưa có khai huệ. Cái này các vị nhất định phải biết. Ở trong huệ khai trí chính là pháp thân đại sĩ. Cái trí huệ này khởi tác dụng, chúng ta liền gọi nó là kiến đây là chiếu kiến Quán thử Thị kiến vi tục đế trí hỷ Tục đế là không có gì không biết Chân đế là tri lý Dạng pháp dây không Đây là lý Lý dễ dàng hiểu Cái nguyên tắc lớn Tiền đề lớn này dễ hiểu Nhưng mà những hiện tướng này quá phức tạp rồi những xâm la dạng tượng này Làm sao mà có Nguyên nhân gì mà có Làm sao biến ra vậy Diễn biến như thế nào Đến cuối cùng kết cục của nó lại như thế nào Cái sự việc này quá phức tạp rồi Đây là trí tục đế Trí tục đế chính là không có gì không biết Cái kiến này so với cái trì phía trước phải cao hơn rất nhiều rất nhiều huệ tắc sai biệt sự tướng vô bất động kiến cố viết kiến giả thử giữ bản kinh ngũ nhãn thị xa bất chấp nhất dị khai phật viên kiến chi nghĩa chánh đồng ước ngoài chiếu biên thuyết giả khởi tác dụng đối với bên ngoài phía bên này mà nói gọi nó là kiến nó không có gì mà không biết phía trước là từ phương diện nội chứng của nó mà nói phân chia như vậy thì ý nghĩa đã thật sự là rất rõ ràng rất minh bạch trinh kinh nói ngũ nhãn Xa là nói dụ cho các sông hằng Là chỉ xâm la dạng tượng Cái cảnh giới tướng này là vô lượng vô biên Quá nhiều rồi Bất chấp nhất dị Nếu như chấp trước là một Chấp trước là không một Đều là mê rồi Phật ở trên kinh nói tại vì sao không chấp trước một khác vậy một với khác là một sự việc không phải hai sự việc phật nói một nói khác một là nói từ trên lý nói từ trên thể là một Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là do tự tánh biến hiện Tự tánh là một Và cổ đức Sợ người mới học thông thường Khó thể hội Nên dùng vàng Và đồ trang sức làm thí dụ Dùng vàng làm đồ trang sức Mọi đồ trang sức đều bằng vàng Vàng là một Đều là vàng là một nhưng mà những đồ dùng mà do vàng chế tác ra khác nhau chúng ta thường thấy nhất là vòng tay dây chuyền bông tay không giống nhau đó là khác nhưng mà đều là vàng từ vàng thì đều là như nhau cho nên không thể nói một cũng không thể nói khác cần hiểu rõ cái đạo lý này không nên chấp trước thì kiến giải của bạn mới viên bản chấp trước gọi là thiên kiến không chấp trước cái kiến này liền viên ngay khai phật viên kiến cái ý nghĩa này giống nhau tam ma địa chính là định huệ thăng bằng ý nghĩa cũng chính là thiền na thử vân đẳng trì định huệ quân đẳng danh chi viết giải giải là tác dụng khởi lên từ trong định huệ bình đẳng Cái ý nghĩa này so với hai cái phía trước lại phải sâu hơn một nấc rồi. Việc tức đi kiến nhị giả chi tổng danh. Thử giữ bổn kinh thâm giải nghĩa thú chi ngôn nghĩa đồng. Trên kinh Kim Cang có một câu nói này. Thâm giải nghĩa thú Nhân kỳ ư nhất như giai thị chi lý Khế hợp vô gián Trên Kinh văn nói Như lai giả chư pháp như nghĩa Lời nói pháp này bình đẳng Không có cao thấp Đây đều là ý nghĩa Của Tam Ma Địa Đều là thâm giải nghĩa thú Định huệ quân đẳng Cố năng bất sanh pháp tướng Bất sanh pháp tướng Thì cái tâm này đạt đến Thanh tịnh chân thật Cái câu nói này bất sanh pháp tướng Với bổn lai Vô nhất vật Của lục tổ đàn kinh Ý nghĩa là giống nhau ở trong chân tâm bổn tánh xưa nay không một vật Xanh Pháp tướng liền có một vật ngay Xưa nay không một vật Xưa nay không một vật Bất sanh Pháp tướng Cái tâm đó là chân tâm Là Phật tánh Thiền Tông nói Mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh Đó chân thật mới là chính mình cũng chính là một cái ý nghĩ cũng không có nhưng mà các vị ở chỗ này không được sanh ra hiểu lầm một người tu định tu đến toàn bộ tất cả ý nghĩ đều không còn nữa thế có phải cái cảnh giới này hay không không phải vì sao không phải gì họ tu đến cái cảnh giới này sự việc gì bên ngoài họ cũng không biết gì họ rơi vào ở trong vô minh cái đó thì không phải người ta bất sanh pháp tướng xưa nay không một nhật là cái gì cũng rõ ràng cái gì cũng minh bạch tâm giống như tấm gương vậy nó soi chiếu rất rõ ràng người tu định đó cái gì cũng không biết tâm giống như là bản đen vậy cái gì cũng không có cái đó không được nó không phải là tấm gương cho nên tu thành công Cái tâm đó gọi là đại viên cảnh trí Quá khứ hiện tại dị lai Giới này phương kia Không có cái gì không biết Bạn không hỏi họ Tâm họ rất sạch sẽ Họ so chiếu rất rõ ràng Bạn hỏi họ Họ không có cái gì mà không biết Dứt khoát không được hiểu lầm Ý nghĩ gì cũng không còn nữa Vì cái định này của tôi là tu rất thành công cái định đó cũng được xem là rất khá, tương lai giảng sanh gì đâu vậy? Trời tứ thiền có cái trời gọi là vô tưởng. Trời vô tưởng là trời ngoại đạo, là giáng sanh gì nơi đó. Đây là tu định vô tưởng. Cái gì nhất định phải biết, thiền định ở trong cửa Phật là cảnh giới ở trong định rất rõ ràng. Họ không phải cái gì cũng không biết. Họ là mọi thứ đều biết. Mọi thứ đều rõ ràng Là giống như một tấm gương vậy Gương soi bên ngoài soi rất rõ ràng Gương nó là như như bất động Nó cũng không có khởi tâm động niệm Nó cũng không có nói tôi phải soi cái nào Không có Thấy đều soi ở trong đó Dùng tâm giống như tấm gương vậy Vậy thì đúng Như thị tri Cái câu này là Minh kỳ định lực Như thị kiến Cái câu này là minh kỳ Huệ lực Như thị tính giải Cái câu này là minh kỳ Định huệ quân đẳng chi lực Qua cách giải thích như vậy Thì ý nghĩa của ba cái chữ này rõ ràng rồi Tín tự quán thông tam cú Cái câu bất sanh pháp tướng này là Thị do thượng tam cứu sở sanh chi công hiệu giả Bất sanh pháp tướng là cái quả Là kết quả Là cái thành tựu Cũng chính là tâm bạn thân sự đã đạt đến thanh tịnh rồi Toàn bộ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều không còn nữa rồi Đây là bất sanh pháp tướng Thấy đều không còn nữa Làm thế nào mới có thể đạt đến cái cảnh giới này vậy? Cái cảnh giới này ở người niệm Phật chúng ta mà nói là Lý nhất tâm bất loạn Bất sanh pháp tướng là lý nhất tâm bất loạn Không phải là sự nhất tâm bạn đối với đạo lý vương pháp cảnh giới Phật nói ở trong Kinh Kim Cang Bạn hoàn toàn tin Bạn mới có thể đạt đến Hoàn toàn tin làm sao có thể đạt đến vậy Cái gì phải biết Tin tiếp đó nhất định có hành Không có nói tôi tin rồi tôi không đi làm Không có cái đạo lý này Nếu như bạn vẫn chưa có làm được Nói lời thành thật cái tin hiểu này của bạn chưa có thấu triệt Tính giải thật sự thấu triệt rồi Thì đâu có đạo lý nào mà không đi làm chứ Hữu định hữu huệ Khế hợp nhất như Khả kiến kỳ ư ngô thuyết danh tự Tâm duyên chư tướng nhất thiết giai ly Chư tướng giai ly Tiện dẫn sanh căng tánh chánh trí Tức thị bất phân biệt trí Trí vô phân biệt tức thị nhất niệm bất sanh Nhất niệm bất sanh danh bất sanh pháp tướng Cái tiết nhỏ này là giải thích Bất sanh pháp tướng Bất sanh pháp tướng là trạng thái như thế nào? Bất sanh Pháp tướng Thật sự Là công phu Giai đoạn cao Đó chính là định huệ Bình đẳng Cảnh giới hiện ra Là cái cảnh giới này Khế hợp nhất như Nhất như chính là bổn tánh Dạng pháp nhất như hữu định hữu huệ Đối trước tất cả Pháp thế xuất thế gian Nhất định không có phân biệt chấp trước Tiếp theo đây nói Khả kiến kỳ ư ngôn thuyết Ly ngôn thuyết tướng Ly danh tự tướng Ly tâm duyên tướng Các tướng này tất cả đều lìa Lìa phần trước nói qua rồi là không chấp trước Không phân biệt không chấp trước Chính là lìa Hoàn toàn không phải nói không có ngôn thuyết Không có danh tự Không phải nói cái này Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Hàng ngày giảng làm gì mà không có ngôn thuyết chứ Làm gì mà không có danh tự Ly chính là bảo bạn không chấp trước nó là cái ý nghĩa này Lìa tất cả vọng tưởng chấp trước Là lìa cái này Bởi vì Những ngôn thuyết danh tự bên ngoài này Không có trở ngại Những thứ này là gì? Là pháp duyên sanh Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Không có trở ngại gì Trở ngại là sự chấp trước Ở trong ý nghĩ của chúng ta Phân biệt chấp trước cái này mới trở ngại Nhất thiết giai ly là tất cả Pháp thế xuất thế gian Đều không nên để nó ở trong tâm Đều không nên bận tâm đến nó Khiến cái tâm này của bạn Rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Các tướng đều lìa Tâm đến thanh tịnh rồi Thật sự không nhiễm mấy bụi Thì căn bản trí liền hiện tiền đây là bản thể của bác Nhã căn bản trí là gì vô tri bát nhã vô tri người bình thường chúng ta dốc sức hàng ngày cầu tri cái này sai rồi cái cầu tri đó chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước hàng ngày làm cái chuyện này thì trí huệ làm sao có thể khôi phục được chứ Đây là làm chuyện điên đảo Phật dạy chúng ta không cần cầu gì cả Tâm dừng lại rồi Tâm đỉnh rồi Sau đó khởi tác dụng Thì không gì mà không biết Cho nên bạn nhất định phải đạt đến vô tri Sau đó khởi tác dụng Thì không có gì mà không biết Nếu như bạn có tri thế thì sẽ có chỗ không biết thế là điên đảo rồi tuy bạn học một thứ bạn cho rằng cái thứ này tôi biết rồi thực ra bạn chỉ biết bề nổi của nó bạn nhất định không thể biết phần rốt ráo của nó đây là chỗ hoàn toàn khác nhau giữa phật pháp và thế pháp Chúng ta không thể không biết Trong tâm kinh nói vô trí diệt vô đắc Vô trí thì không có gì không biết Vô đắc thì không có gì là không đắc Đến tất cả đều thực sự vô đắc Thì mười pháp giới y chánh trang nghiêm Tùy loại hóa thân Giống như trong phẩm phổ môn nói 32 ứng thân của Bồ Tát Quang Thế Âm Có thể cảm ứng đạo giao Với tất cả chúng sanh Trong tầng hư không khắp Pháp giới Chúng sanh có cảm Bồ Tát lập tức liền có ứng Cần dùng thân gì để thuyết Pháp liền hiện thân ấy thuyết Pháp Vô đắc thì không có gì không đắc cái năng lực này nói thật ra đều là bản năng ở trong tự tánh vốn dĩ là có cái năng lực này cái này không hiếm lạ không phải tu được từ bên ngoài nó là bản năng của mình bản năng ngày nay chúng ta bị mất hết sạch rồi phật nói chỉ là bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc cho nên phật dạy cho chúng ta một bộ bát nhã Một bộ kinh kim cang Vì chúng ta buông vọng tưởng chấp trước mà thôi Chỉ cần đem vọng tưởng chấp trước Đoạn sạch Thì vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng của chúng ta Thấy đều hồi phục rồi Ly tự Dẫn sanh căn bản chánh trí Tức thị bất phân biệt trí Cái này nhất định phải nhớ kỹ Trong tâm của mình đối trước tất cả dạng pháp pháp thế xuất thế gian quả thật là không có một mảy may phân biệt đây là phật kia là bồ tát không có cái sự việc này đây là phật kia là chúng sanh cũng không có cái sự việc này bạn khởi cái ý nghĩ này chính là khởi phân biệt rồi chính là có chấp trước rồi chấp trước nhất định người này là chúng sanh người kia là phật thì sự việc phiền phức to rồi đây là mê rồi Bản thân quả thật là không có phân biệt Dụng công như thế nào vậy? Là học luyện tập ngay trong cảnh giới Luyện tập không phân biệt Phần trước nói với mọi người rồi Đối trước trong tất cả Pháp Chúng ta tu hành Tu cái gì vậy? Chính là đang luyện Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Không có bận tâm chính là luyện cái này đây là bản thân chân thật dụng công chân thật đang tu hành nhưng mà ở trong đời sống thường ngày người ta hỏi bạn pháp sư đây là gì bạn nói tôi cái này không biết vậy thì sao được chứ cái này không được đây là tờ giấy tại vì sao tôi gọi nó là tờ giấy vậy các bạn gọi nó là tờ giấy tôi không có phân biệt cái phân biệt này của tôi Là theo sự phân biệt của các bạn mà phân biệt Tùy theo sự chấp trước của các bạn mà Chấp trước đây là ứng dụng Đây gọi là không có gì không biết Bản thân có hay không? Không có Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết Pháp 49 năm Phật ở trên kinh nói Không có nói một chữ Không có nói một câu nào Chúng ta nghe thấy không hiểu Phật nói kinh 49 năm hàng ngày giảng kinh Sao nói không có nói một chữ nào Ngày quả thật không có nói một chữ nào Những gì Ngài nói Là do chúng sanh phân biệt mà phân biệt Do chúng sanh ngôn thuyết mà ngôn thuyết Bản thân Ngài thanh tịnh Trong tâm không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Cho nên nói từ bản thân Ngài Ngài 49 năm không có nói một câu nào Không có nói một chữ nào từ vọng tưởng phân biệt chúng sanh Chúng ta nói là Phật có thuyết pháp 49 năm Giảng kinh hơn 300 hội Chúng ta đem cái cảnh giới này Cái ý nghĩa này làm hiểu rồi Mà mới biết học Phật là cách học như thế nào Cho nên mấu chốt của học Phật chính là tất cả đều lìa nếu bạn không lìa thì phật pháp bạn là nhất định không thể học được bạn làm sao có thể học được phật pháp bạn học cả đời bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước cái mà bạn học là bề nổi của phật pháp bề ngoài của phật pháp một mảy may cũng chưa có bước vào được nếu bạn muốn có thể bước vào bên trong được thế thì phải lìa tướng xem công phu lìa trình độ lìa của bạn trên kinh nói tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có khác biệt sao gọi là vô vi pháp pháp vô vi chính là lìa chính là lìa tướng lìa kiến lìa tướng lìa kiến có trình độ sâu cạn khác nhau cho nên mới có tứ quả tứ hướng tiểu thừa 51 thứ cấp bậc của Bồ Tát Đại Thừa Là họ tu cái gì? Phương pháp, pháp môn nhiều đi nữa Nói tóm lại chính là lìa Bốn chữ trong kinh viên giác Tri huyện tức ly Là dùng cái công phu này Từ đầu đến cuối Từ sơ phát tâm đến như lai địa Chúng ta nói tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của dụng công chính là lìa tướng. Chúng ta bình thường không có dùng cái danh từ này. Bình thường chúng ta nói là nhìn thấu buông xả. Cái này mọi người dễ hiểu. Nhìn thấu chính là tri quyển trong kinh viên giác. Tức ly chính là buông xả. Dụng công gì vậy? Nhìn thấu buông xả Phật Pháp không có gì khác Phải thật làm Thật sự Chịu buông xả Chúng ta ngày nay Tại vì sao không nhìn thấu vậy? Không buông xả Nếu muốn nhìn thấu phải bắt đầu làm từ buông xả. Buông xả một phần thì nhìn thấu một phần. Nhìn thấu một phần thì lại chịu buông xả thêm một phần. Nhìn thấu buông xả bổ trợ cho nhau. Trong đây là hiển thị ra trên kinh Kim Cang nói: đều do pháp vô vi mà có khác biệt. Chính là nhìn thấu buông xả nhiều hay ít. Nhìn thấu buông xả sâu hai cạn. Đến khi có cảnh giới tương đối là một niệm không sanh. Một niệm không sanh Chính là trong tịnh độ tông chúng ta Gọi là nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn cạn Chúng ta gọi nó là sự nhất tâm Nhất tâm bất loạn sâu Chúng ta gọi nó là lý nhất tâm Chỗ này nói Bất sanh pháp tướng Đây là lý nhất tâm Sự nhất tâm vẫn không làm được ở pháp môn đại thừa thông thường nếu như chưa đến cái cảnh giới này thì không được xem là thành tựu nguyên nhân gì vậy nó thoái chuyển cho nên thành phật không dễ dàng Trên Kinh Hoa Nghiêm nói có đạo lý phàm Phu tu thành Phật Phải bao nhiêu thời gian vậy Vô lượng kiếp Không phải ba A Tăng kỳ kiếp Chân thật là vô lượng kiếp Tại vì sao phải thời gian dài như vậy Tiếng thì ít mà lui thì nhiều Tiếng tiếng thoái thoái Đến bất sanh Pháp tướng Cái lúc này là bất thối rồi Đây chính là ở trong tịnh tông chúng ta gọi là tam bất thối Vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối Đây là đến tam bất thối Bất sanh pháp tướng là đến tam bất thối Vậy được xem là thành tựu rồi Người bình thường chúng ta Ở trong một đời này Quá thật là Không thể đạt được cảnh giới này Đây là thật không phải là giả Tự mình hãy bình lặng mà suy nghĩ xem Liền biết được căn tánh của chính mình Thế gian này Ngũ dục lục trần Danh văn lợi dưỡng Cái nào đã buông xả rồi Quả thật buông xả tuyệt để Được Tu học bát nhã Bằng đủ tư cách Nếu như vẫn còn một sự việc Còn một chút xíu vẫn chưa buông xả Thì bạn chưa có tư cách học bát nhã bằng học bát nhã cả đời cũng không thể thành tựu cái này khó cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vọng tây cư sĩ a Còn, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật